chỉ hỏi anh rằng anh đã mua nhà hay anh vẫn ở nhà thuê. Quê của anh ở đâu, thành phố anh có hộ khẩu, thẻ anh cất đâu hay túi tiền anh có sâu. Anh như một người khác lạc vào thế giới này, sao mọi người có thể sống như vậy. Anh thích như ngày xưa, anh thích những chiều mưa, anh thích là cầm tay bên nhau thật xuyên xưa. Tình yêu bây giờ nhanh, tình yêu như trôi xa.